Sao cái áo phải đắt thế? Này, dậy và xem này, cái váy mà tôi. Gì đấy? Bà ra ngoài kia đi. Tôi có chuyện muốn nói với bà. Chuyện gì mà sáng ngày ra đã ầm ĩ hết cả lên thế? Bây giờ bà có thể hạn chế đưa người yêu về nhà được không? Trong nhà này có hai đứa con gái, tự nhiên có một người con trai vào đây không tiện cho lắm đâu. Thỉnh thoảng anh ấy mới đến mà. Bà chịu khó một tí đi. Một tuần có 7 ngày, bà đưa người yêu về nhà những 6 ngày. Thế mà bà phải thỉnh thoảng được à? Ơi, này, cái nhà này lúc mua ấy, tôi cũng bỏ tiền ra cơ mà. Một nửa nhà là của tôi. Bây giờ tôi thích dẫn ai về phòng của tôi là quyền của tôi chứ. Ảnh hưởng gì đến bà? Bà nói thế mà nghe được à? Bà mau giải quyết chuyện này đi. Thế nào rồi? Bà với Cao bàn chuyện đến đâu rồi? Thì bọn tôi cũng tính rồi. Dù sao thì cũng sắp cưới, nên là không thể mỗi người một nơi được. Thì tôi cũng nghĩ như vậy. Hai người nên dọn ra ngoài ở riêng để tận hưởng cuộc sống hôn nhân sắp tới. Ý tôi không phải là ra ngoài ở riêng, mà là Cao sẽ dọn về phòng tôi ở luôn. Cái việc này là tôi không đồng ý đâu đấy nhá. Trong nhà chỉ có hai đứa con gái, bây giờ thêm anh Cao vào rất là bất tiện. Tôi không đồng ý chuyện này đâu. Thì cũng có gì thay đổi đâu, bà vẫn ở phòng bà mà. Còn anh Cao thì dọn về phòng tôi ở thôi. Đúng đấy em ạ, chỉ là thêm người thôi mà, càng đông càng vui chứ sao. Không được, rõ ràng khi mua nhà đã thống nhất với nhau rồi, tại sao bây giờ bà có thể lật lọng như vậy được? Tôi không đồng ý. Đấy là lúc mua nhà, còn bây giờ ấy tôi nghĩ khác rồi. Anh nghĩ là không có vấn đề gì đâu em ạ. Anh cũng chỉ vào phòng của My thôi, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em cả. Anh thấy My cũng phải có quyền quyết định cho một nửa quyền riêng tư ở cái căn nhà đấy chứ. Với cả My với cả em bỏ tiền ra là bằng nhau. Anh thấy, nói thế có đúng không? Đúng rồi đấy, ý tôi đã quyết rồi. Căn nhà đấy một nửa là của tôi. Thế cho nên tôi để ai ở phòng của tôi cũng là quyền của tôi mà. Đâu có làm ảnh hưởng gì đến bà đâu. Mà bọn tôi cũng đâu có bắt là bà phải ra ngoài ở đâu. Tại sao tôi lại phải chuyển ra ngoài trong khi đó là nhà của tôi cơ chứ? Thì tôi có bắt bà dọn ra ngoài ở đâu. Bà vẫn có thể ở lại mà. Nhưng mà nếu như cảm thấy không thoải mái ý, thì tôi không chịu trách nhiệm đâu ấy nhá. Mình đi thôi. Này, tại sao lại có thể để nhà cửa bừa bộn thế này được nhở? Bừa bộn một tí thì có làm sao? Chẳng nhiều thế. Này, đây là nhà của em mà. Với có tí rác ra thôi mà cũng phải xin bạn thân của em à. Cái nhà này ấy, một nửa tiền là của em. Việc gì mà em phải nhìn sắc mặt của ai để mà sống? Đây là nhà của chung. Phải có ý thức mà giữ gìn vệ sinh chung chứ. Tại sao có thể để bừa bộn thế này được? Cô không chịu được ấy. Thì cô chuyển ra ngoài ở đi Lan Anh. Việc gì mà cứ phải cằn nhằn mãi thế? Đây là nhà của tôi. Thôi rồi, bà đi vào phòng đi. Tí nữa ấy, bọn tôi xem phim xong thì bọn tôi dọn. Và bầu trời đêm nhang sao toàn sáng, chứng giang cho cuộc tình em dành cho. Ok. Làm cái gì đấy? Không thấy bọn tôi đang hát à? Nhưng mà tôi đang làm một dự án quan trọng. Hai người có thể hát nhỏ một tí được không? Em này buồn cười thế nhở? Hát karaoke mà hát nhỏ thì còn ý nghĩa gì nữa? Đây là nhà của bọn tôi, bỏ tiền ra mua cơ mà. Tại sao lại giải trí trong chính căn nhà của mình mà cũng bị cấm thế? Nhưng mà tôi đang làm việc, hai người hát to như vậy thì làm sao mà tôi tập trung được? Nhưng mà bây giờ là anh với cả My đang cần xả stress trong chính căn nhà của mình. Em hiểu chưa? Hai người đúng là không biết nói lý lẽ gì cả. Tiếp.
đi qua bao nhiêu thăng trầm. Lan Anh, cô xong chưa? Tôi đang gấp lắm đấy. Tôi đang tắm. Ôi dồi, ra nhanh lên, tôi đang cần. Tắm lúc nào tắm chẳng được. Ok, tôi đang tắm rồi, sao có thể bảo tôi ra ngoài ngay được? Ôi dồi. Này cô mà không ra ấy là tôi lấy chìa khóa rồi phòng ra, tôi mở cửa tôi vào đấy. Thôi được rồi, anh từ từ đã, tôi ra ngay đây. Tôi cho cô 2 phút đấy, nhanh lên. Đúng là mất thời gian. Đúng là cái đồ vô liêm sỉ không thể nào mà chấp nhận được. Mị, ra đây tôi bảo. Này, bà có thể nào bảo người yêu của bà ấy tôn trọng tôi một tí được không? Ôi trời ơi, thông cảm cho nhau một tí đi, ai mà chả có lúc gấp gáp như thế kia. Xong rồi đấy, vào mà tắm tiếp đi. Việc ui. Ôi dồi ôi. Anh đi bừa bãi thế này thì làm sao mà tôi tắm tiếp được? Nhà của tôi thích dùng như này thì dùng chứ. Lắm quy tắc thế không biết nữa. Không chịu được ấy thì ra ngoài mà ở đi. Người yêu của bà quá đáng lắm luôn ý. Quá đáng cái gì? Anh ấy không chịu uống nữa mới chạy vào đấy còn gì nữa. Kìa, đã thống nhất sống chung với nhau thì phải tôn trọng sự riêng tư của nhau chứ. Bây giờ tôi vào trong đó tôi đánh răng trước. Đằng này ông ấy đi vào đi vệ sinh ngay trước mặt tôi như vậy. Thì người ta không chịu uống nữa rồi, người ta mới phải phi vào như thế chứ. Bà ở chung mà bà chả biết nhường nhịn ông ấy là nào. Ơ, bà đúng là ngang ngược không nói được mà. Ngang ngược mà không chịu được ấy thì ra ngoài mà ở. Đấy, có chuyện gì mà mặt mày nghiêm trọng đấy? Sau tất cả những chuyện xảy ra, tôi sẽ chuyển ra ngoài. Ngay từ đầu em có quyết định sáng suốt như thế, có phải là hay không? Đỡ mất hòa khí của cả hai bên nhỉ? Ngày trước, chúng ta chung tiền để mua căn nhà này. Nhưng mà hiện tại, giá nhà đã thay đổi rất nhiều. Chính vì thế, bà phải trả tôi một nửa số tiền căn nhà này theo đúng giá thị trường. Căn nhà này giờ cũng đã xuống cấp rồi. Anh với cả My trả cho em số tiền mà em đã góp vào lần trước ấy, đã là quá hời cho em rồi đấy. Này, anh có theo dõi tình hình bất động sản không? Hiện nay giá nhà ấy đang tăng lên rất nhiều so với trước rồi. Tôi bán bừa cũng được một cái giá tốt rồi. Tóm lại ấy, là tôi sẽ chỉ trả cho bà một nửa số tiền mà ngày trước bà bỏ ra thôi. Đừng có hòng lấy thêm một xu của tôi. Cô quá quắt nó vừa thôi. Chúng tôi đã rất thiện chí với cô rồi đấy. Cái gì? Tôi quá quắt á? Thế là ai không giữ lời hứa ban đầu? Là ai không tôn trọng ý kiến của tôi mà dẫn trai về nhà? Là ai mà khiến tôi phải cảm thấy khó chịu khi sống trong chính căn nhà của mình? Bây giờ có hai sự lựa chọn nhá. Một ý là ở chung với bọn này, nhưng mà sẽ khá bất tiện đấy. Còn hai ý, ra ngoài mà ở, hiểu chưa? Anh gọi, đúng là ức hiếp người quá đáng, không thể nào mà chấp nhận được. Ý của My đã quyết rồi đấy. Cô muốn nói như thế nào thì nói. Mình đi ăn đi em ơi. Được coi là tiên, bực hết cả mình. Này, ở lại thêm một thời gian nữa đi. Mà nếu như mà không ở lại ấy, thì thỉnh thoảng về thăm bọn tôi nhá. Nhà này một nửa vẫn là của cô đấy. Lúc nào vui vui lại về xem nhà nhé. Hét cái gì mà hét. Từ giờ trở đi, thằng này sẽ sống ở đây. Ai cho anh sống ở đây? Đi ra ngoài ngay, nếu không ấy tôi báo công an là anh đột nhập nhà trái phép đấy nhá. Này, hợp đồng nhà tôi đã ký với cô Lan Anh. Có gì đi mà nói chuyện với nhau. Tôi là chủ nhà này, tôi nói là được. Anh ký cái gì đi? Anh đi tìm người ấy mà nói chuyện. Anh mau đi ra khỏi nhà tôi đi. Con nợ này. Ý mày là hợp đồng của tao không có giá trị gì? Ông không được ký hợp đồng à? Mày bảo ai đi? Mày nhắc lại xem nào. Em gọi cho bạn em đi.
Con nghe máy, con làm sao nhỉ? Thôi, không sao không sao. Bạn của em hơi bị được đấy. Bố mày đây mất tiền thuê nhà mà để chúng mày chỉ trích à? Hả? Ôi, dạ, anh ăn thì không sao. Nhưng mà anh ấy có thùng rác ngay bên cạnh. Anh ăn xong lại anh đổ rác vào đấy luôn cũng được mà. Con nợ này, mày nói gì cơ? Dạ, không, anh cứ ăn thoải mái đi ạ. Anh ăn xong em để đấy, tí nữa bọn em dọn cho cũng được ạ. Này, sao mình lại phải dọn? Anh bắt ông ý tự đi mà dọn chứ. Anh em cứ ăn chơi tự nhiên như nhà mình nhá. Hay to như thế không để ai ngủ à? Này, dậy. Dậy. Anh đi ra ngoài bảo mọi người nói nhỏ thôi, em không ngủ được đâu. 2, 3, rô. 2, 3, rô. 2, 3, uống. Này, mày vừa nói gì ý nhỉ? Dạ không, không có gì ạ. Các anh cứ nhậu tiếp vui vẻ đi ạ. Thế nào rồi? Cũng là chả được cái nước dừa gì cả. Thôi em, nói bé bé thôi. Nó mà nghe thấy anh không đánh nhau lại nổi nó đâu. Thôi, em đeo tai nghe vào rồi chịu khó ngủ đi. Một cái đồ vô dụng. Này, tại sao lại cho người khác thuê phòng mà không hỏi ý kiến của tôi? Thế tại sao tôi lại phải hỏi ý kiến của bà trong khi một nửa căn nhà là của tôi? Với lại, tôi cho người ta thuê nhà là thuê phòng của tôi, chứ có làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân sắp tới của vợ chồng hai người đâu. Căn nhà này cũng là của tôi cơ mà. Muốn cho người khác thuê thì ít nhất cũng phải hỏi ý kiến tôi chứ. Mà tôi gọi điện để hỏi thì cũng không trả lời. Bà đang cố tình đấy à? Tôi cố tình thì làm sao? Giống như bà vậy. Bà đưa bạn trai của bà về đây, nhưng mà không hề hỏi ý kiến của tôi một chút nào cả. Nhưng mà ít ra cô cho người khác thuê nhà thì cũng phải nhìn người rồi chọn người cho thuê chứ. Nhưng mà rất tiếc, con mắt nhìn người của tôi ấy, rất tệ. Nếu như mà tôi biết nhìn người thì ngay từ đầu tôi đã không làm bạn với một người như vậy rồi. Bà nói cái gì đấy? Này, anh làm gì hả? Anh Dài ơi, không có vấn đề gì đâu, hai em nó chỉ đang nói chuyện với nhau thôi mà. Anh cứ bình tĩnh nhá. Này, tôi vào phòng trước, có gì cứ gọi tôi. Lúc trước bà đưa cho tôi hai lựa chọn, bây giờ tôi cũng sẽ đưa cho bà hai lựa chọn. Bà muốn gì nói luôn đi. Căn nhà này khi bắt đầu chúng ta mua nó rơi vào 2 tỷ. Và lúc đó mỗi đứa chia nhau 1 tỷ. Nhưng mà bây giờ theo giá thị trường nó đã tăng lên là 3 tỷ. Phương án 1, bà sẽ phải trả cho tôi 1,5 tỷ và tôi sẽ hủy hợp đồng. Còn phương án 2, tôi sẽ không hủy hợp đồng nếu như mà bà không trả tiền nhà, và tôi sẽ vẫn cho người thuê nhà thôi. Bà làm như thế thì khác nào ăn cướp giữa ban ngày. Ban đầu chỉ nói là phải trả 1 tỷ thôi, bây giờ lại thành 1 tỷ rưỡi là sao? Tôi đang rất chân thành giải quyết chuyện này với bà đấy. Có vẻ như là bà không thích thì phải. Lan Anh à, dù sao thì hai người cũng là bạn bè của nhau. Bây giờ mỗi người nhường nhau một tí, em có thể suy nghĩ lại về giá được không? Tôi sẽ không bớt một xu. Còn nếu như hai người vẫn còn tiếc tiền thì hãy cứ tiếp tục sống cuộc sống hôn nhân với người thuê phòng đi. Nhưng mà tôi e là thời gian sắp tới sẽ không được hạnh phúc cho lắm. Mà thôi, tôi không muốn tốn nhiều thời gian đứng đây đôi co với hai người nữa. Suy nghĩ thật kỹ vào rồi gọi điện cho tôi. Đây là số tiền còn lại, tôi hứa sẽ thanh toán cho anh.
Cảm ơn anh. Có gì đâu, việc tôi nên làm thôi mà. Ngày mai anh hãy chuyển ra khỏi đó đi. Tôi đã giải quyết với vợ chồng của họ rồi. Ok, lần sau có vụ gì cần diễn tiếp cứ alo cho tôi.